mô tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay thì em Hương sẽ lại lên sóng và báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán tại showroom Lê Hương ô tô Hải Dương. Em chào anh Hòa Văn Bùi, Bùi Văn Hòa này. Những khách hàng nào đang quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Và cũng đừng quên rằng số hotline em sẽ ghi ở đây rồi, đừng quên rằng hôm nay em báo giá livestream sẽ cắt xả cho mình 10 triệu đồng cho đến 15 triệu đồng trên một đầu xe. Những bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào bên em Lê Hương ô tô Hải Dương thì nhấc máy lên và liên hệ cho em ạ, 035 460 2790. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Hôm nay em về thêm rất là nhiều xe, lại tiếp tục về thêm Fortuner này, Xpander 2019 số tự động giá đẹp đây ạ. Chào bác Thơm Lê, chào bác Trường Giang, chào bác Trương Nguyễn này. Cảm ơn tất cả khách hàng thân yêu đã xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Anh Trường Giang ơi, chia sẻ cho em nhé. Anh Trình Bùi ơi, anh Bùi Văn Hòa ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên nào được không ạ? Quá là nhiều xe đang được chào bán bên em. Quay luôn sang cam sau để đi báo giá buổi báo giá ngày hôm nay nhé. Nhiều xe đẹp lắm ạ. Để lại số điện thoại nếu như mà quan tâm về mẫu xe nào bên em ạ. Chúc khách hàng nhà mình có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Cuối tuần rồi, các bác mà có nghỉ đi chơi, đi du lịch thì vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhé. Chào anh Trường Giang, anh Giang ơi, chia sẻ cho em nào. Chào em gái, hôm nay nắng ấm thế, nay lại rực rỡ rồi, nay lại say nắng rồi anh Trương Nguyễn ạ. Nắng như thế này là em Hương lại say nắng mất rồi. Ngày nào cũng bị mệt vì say nắng thôi. Nhưng mà không thể bỏ được buổi báo giá trực tiếp giao lưu cùng các anh chị, các quý khách hàng nhà mình. Nay nắng quá em ơi. Dạ vâng, nắng lắm chị ơi. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Hôm nay thì em Hương sẽ lên sóng về nhiều dòng xe đang được chào bán bên em, từ những dòng xe cỏ này, dòng xe quốc dân i10 hoặc những dòng xe Kia Morning. Ở đây thì hôm nay em Hương sẽ lên sóng về một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2016, động cơ trang bị 1.25, giá chào bán chỉ có 215 triệu thôi cho siêu phẩm Kia Morning của em Hương ạ. Khách hàng thân yêu của em Hương đâu hết rồi ạ? Chia sẻ nhiệt tình cho em lên trang cá nhân hội nhóm giúp em nào. Cắt xả cho mình, tặng khách hàng nhà mình từ 10 đến 15 triệu trên một đầu xe. Một siêu phẩm Kia Morning màu trắng đời 2016, giá chào bán 215 triệu thôi ạ. Động cơ trang bị 1.25, xe rất là đẹp luôn. Chào bác Xuân Cường, bác Xuân Cường ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em lên trang cá nhân hội nhóm được không ạ? Bên đây thì em còn có một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Một chiếc xe Kia Carens đăng ký 7 chỗ ngồi, số tự động với nước sơn màu đồng đẹp. Giá chào bán chỉ có 270 triệu thôi. Trên buổi báo giá livestream trực tiếp ngày hôm nay, em Hương sẽ để cho khách hàng nhà mình chiếc xe này còn 260 triệu trên livestream ạ. 260 triệu trên livestream cho chiếc xe Kia Carens của em Hương. Khách hàng thân yêu của em đâu hết rồi ạ? Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đây nào. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em mà, hay là mạng đã có vấn đề rồi. Kia Carens đây ạ, đời 2007, giá chào bán 270 triệu. À, đời 2010, giá chào bán 270 triệu. Bớt luôn, tặng luôn 10 triệu đồng trên livestream cho bác nào đang quan tâm về chiếc xe Kia Carens của em Hương, chỉ còn 260 triệu thôi. Cộng bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Còn nếu như dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao thì em Hương về thêm rất là nhiều dòng xe Tucson này. Một chiếc xe Tucson 2 cầu máy xăng số tự động đẹp biển Hà Nội, với nước sơn màu lâu đẹp, đầy đủ đồ chơi rồi, xin nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ, tổ hợp phím bấm nghe gọi rảnh tay, 455 triệu cho chiếc xe Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao của em Hương đây ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao em Hương có Tucson màu lâu này, 455 triệu, động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson em còn có màu xanh này. Một chiếc xe Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao đây ạ, đời 2011, bản nhập khẩu, động cơ trang bị là 2.0. Giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? 455 triệu đây ạ. 455 triệu. Vậy là Tucson em có hai chiếc này. Chiếc này là biển 34 Hải Dương,
chiếc bồ lâu kia là biển Hà Nội cùng đời cùng giá luôn nhé. Chào bác Lợi Xa Lộ này, chào bác Gia Hân, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Tucson SUV 5 chỗ ngồi gầm cao 2011, nhập khẩu, động cơ trang bị 2.0, số tự động, 2 cầu, máy xăng 455 triệu, đầy đủ đồ chơi và công nghệ, xe đẹp quá. Anh Lợi Xa Lộ ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em được không ạ? Lắng quá, lắng thế này mà ngày nào cũng phải nhiệt tình báo giá ngay cho khách hàng nhà mình đây. Bên đây em còn có một chiếc xe i10 đây ạ, i10 đời 2015. Em i10 số tự động bản 1.2 đời 2015 đây nhá. Em Hương đang bán là 328 triệu biển 37 cho chiếc xe i10 của em Hương. i10 biển 37 đây ạ, 328 triệu, mâm đúc thể thao đẹp rồi, phanh ABS chống bó cứng này, đề lộ thông minh, màn hình giải trí, cam lùi, cam hành trình có đầy đủ nhá. Phím bấm một chạm thông minh trên cánh cửa, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi. 328 triệu cho chiếc xe i10 số tự động của em. Đi sâu hơn nữa vào đây này, em chào anh Nguyễn Minh Triển này, chào bác Vũ Xuân. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning số tự động giá rẻ đây. Kia Morning đời 2010 giá chào bán 225 triệu. Biển Hà Nội nhá, nước sơn màu xanh cực kỳ lạ mắt luôn, giải nhiệt cho mùa hè nóng bức đây ạ. Xin nhan trên gương 225 triệu số tự động đẹp đây. Động cơ trang bị 1.0 siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Đi vào đây thì em Hương còn có một siêu phẩm Camry này. Camry đến từ nhà Toyota, biển 37, 4 số, một chủ từ mới đây ạ. Camry đời 2009 số tự động em Hương đang bán là 415 triệu. Động cơ trang bị là 2.0, 415 triệu Camry nhập khẩu nhé. Em chào anh Bùi Tấn là chết rồi, hôm nay mạng có vấn đề hay làm sao mà khách hàng nhà em đi đâu hết rồi. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Em chào anh Bùi Tấn này, chào anh Nguyễn Thành Lương. Anh Thành Lương, anh Minh ơi, anh Thật Tấn ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Hôm nay thì em Hương còn có một siêu phẩm Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2019, số tự động đẹp, em này là bản nhập khẩu. Động cơ trang bị 1.4, số tự động, động cơ trang bị 1.4 thôi. Accent đỏ chót đẹp, zin đẹp từng con ốc, bao test hãng toàn quốc cho khách hàng nhà mình. Giá chào bán 495 triệu, đầy đủ đồ chơi và công nghệ rồi. Đầy đủ hết, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi các bác nhé. Chào bác Long Giang ạ, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương được không ạ? Hyundai Accent đây ạ, zin đẹp toàn xe, xe chạy chuẩn, order 2 vạn thôi. Khách đi các bác chủ cũ gần như là rất đi rất là ít luôn. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10 này, một siêu phẩm i10 đời 2015. Nếu như bác nào mà muốn đi gia đình hoặc là đang đi xe tải mà chán rồi, muốn đi một chiếc xe bé bé để mình chạy gia đình, dịch vụ gần gia đình, gần vợ con, thì em có một chiếc xe i10 này. i10 đời 2015 nhập ấn, bản nhập ấn nước sơn màu trắng đẹp, mà giá chào bán chỉ có 218 triệu thôi. 218 triệu cho chiếc xe i10 của em Hương đây ạ. Xe rất là đẹp luôn, sơn xi sạch đẹp, xin nhan trên gương, ghế da hai màu cao cấp i10, 218 triệu, vẫn còn thương lượng lộc lá thêm và bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình nếu như quan tâm đến chiếc xe i10. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, nước sơn màu trắng cực đẹp luôn, sơn xi sạch đẹp. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Bên đây thì em còn mới về thêm một chiếc xe Hyundai Accent. Accent số sàn đời 2018, nước sơn màu đen đẹp đây ạ. Accent 2018 giá chào bán chỉ có, em xin lỗi, một chiếc xe Chevrolet nhé, Chevrolet trước này, Chevrolet Aveo đời 2018 giá chào bán là 255 triệu. Động cơ trang bị 1.4 thôi ạ. Đấy, có Chevrolet Aveo nhé, đời rất là cao luôn. Một chiếc xe Aveo được rất là nhiều khách hàng quan tâm trong suốt thời gian qua. Chevrolet Aveo đời 2018, động cơ trang bị 1.4, số sàn em đang bán là 255 triệu. 255 triệu cho chiếc xe Chevrolet Aveo của em Hương này. Đằng bên này thì em còn có một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao đến từ nhà Honda. CRV 5 chỗ ngồi gầm cao biển 34, tư nhân sử dụng, đời 2009, em Honda này mang tên là CRV.
đời 2009, số tự động, động cơ trang bị 2.0, 408 triệu trên livestream ngày hôm nay. Em để luôn cho khách hàng nhà mình còn 395 triệu. Bớt cực sâu trên livestream, nếu như bác nào quan tâm kết nối Zalo cho em. 395 triệu trên livestream ngày hôm nay cho chiếc xe Honda CRV của em Hương nhé. Bên đây thì còn một chiếc xe i10 nữa này. i10 biển 34, gương kính cụp chỉnh tự động. i10 số tự động nhập Ấn Độ đời 2015 với lớp sơn màu bạc cực kỳ cứng cáp luôn. Các bác nhìn sơn xi bên ngoài cực kỳ cứng cáp luôn. Đèn bít salon có đèn gầm đầy đủ rồi, một dàn lốp mới cực kỳ dày dặn luôn. Phanh ABS mâm đúc thể thao. i10 nhập Ấn số tự động đời 2015, giá chào bán là 320 triệu. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Quan tâm mẫu xe nào kết nối Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nào. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe i10 bản đủ này. i10 bản đủ em này màu trắng đẹp, cũng là biển 37 đây. i10 bản đủ 2015 nhập Ấn nguyên chiếc, giá chào bán là 248 triệu. Động cơ trang bị 1.0. Em này bản đủ gương kính cụp chỉnh auto. Màn hình giải trí đề lỗ thông minh đầy đủ rồi. Có đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ rồi. i10 đây ạ. Xe cực kỳ chất luôn mà giá chỉ có 248 triệu thôi. Động cơ thì siêu tiết kiệm nhiên liệu này. Em chào anh, chào bác My Kiều, chào bác Long Giang. Chào anh Nguyễn Văn Duy. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Xe thì rất là đẹp luôn mà bớt xảm sâu cho mình trong buổi báo giá ngày hôm nay. Nên là quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại, kết nối Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm La City EX. La City EX đời 2009, số sàn máy to, biển 37, 150 triệu bản sedan 2 đầu, xe đi cũng rất là chất luôn. Em chào anh Nguyễn Hùng ạ. Đằng sau em còn có một chiếc xe nhập khẩu Hyundai i30. i30 các bác nhé, Hyundai i30 nhập khẩu Hàn Quốc, số tự động giá rẻ mà dưới 300 triệu có xe số tự động đi. Hyundai i30 đời 2008, giá chào bán chỉ có 275 triệu thôi. 275 triệu có xe Hyundai i30 đi. Động cơ trang bị là 1.6 số tự động. Hyundai i30 với lớp sơn màu xanh cực kỳ cứng cáp, form dáng hatchback, nhập khẩu có cửa lóc, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Các bác nhìn nội thất bên trong này, ghế da zin, không chỉ có sấy sưởi kính mà có luôn cả sấy sưởi ghế nhá. Sấy sưởi ghế cho mình. Mạng đang có vấn đề à? Mạng đang có vấn đề à các bác ơi, xem lại của em mạng ok chưa? Em chào anh Tuấn Lê này. Mạng có vấn đề lên là khách hàng không nhìn thấy buổi báo giá của em Hương các bác đúng không ạ? Khách hàng ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Mạng ổn định chưa ạ? Đây. À, đây này. Đây là mẫu La City EX 209 nhé, số sàn máy 1.5, à 1.6. Dòng này khá bền và tiết kiệm. Lại được trang. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm xe Get nhé. Get số tự động giá rẻ nhập khẩu Hàn Quốc đời 2007, số tự động đẹp biển 37 đây ạ. Một siêu phẩm xe Get 188 triệu. Khách hàng ơi, anh Nguyễn Hùng ơi, các anh bình luận hộ em xem là anh Tuấn Lê ơi, bình luận lại hộ em xem là mạng có ổn định không. Nếu như mà mạng mà không ổn định thì em xin phép dừng buổi livestream này để vào buổi livestream để em lại vào lại nhá. Anh Lê Trung Hiếu ơi, thấy mạng ok không anh? Nếu như mà mạng không ok thì em sẽ tắt live đi, em sẽ điều chỉnh lại mạng và em sẽ báo giá lại vào một buổi, vào một lúc em sẽ báo giá lại luôn. Nên là anh ơi, anh xem một em là mạng ok không để em còn tắt đi em báo giá lại nào. Bây giờ thì mạng đang có vấn đề rồi thì em xin phép được tắt live nhá, xong rồi để em vào lại cho mạng nó ổn định hơn, mình xem cho dễ hơn các bác nhá. Em xin phép được tắt live được không ạ? Anh Nguyễn Đô, anh xem một em là mạng ok chưa, nếu như ok rồi thì em báo giá tiếp nào.
vào lại, các bác nhé, em sẽ vào lại nhé. Sao mạng nó ổn định hơn hay là như nào đây nhỉ? Cảm ơn anh Tấn ạ. Anh Tấn ơi, xem bọn em xem như nào nhỉ? Em sẽ báo giá tiếp nhé. Ok, em cảm ơn anh này. Dương bác kia bảo là mạng có vấn đề. Anh ơi, chia sẻ cho em Lê Hương nhé. Anh Đỗ, anh Nguyễn Đô, anh Bùi Tấn ơi, anh Lê Trung Hiếu ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân mọi nhóm giúp em nào. Em tiếp tục đi báo giá này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning số tự động với nước sơn màu bạc, biển 29 thủ đô Hà Nội. Nếu như khách hàng nhà mình mà đang quan tâm về dòng xe Kia Morning nhập khẩu giá rẻ, đời 2009 trên 200 triệu một xíu thôi, thì em có Kia Morning nhập khẩu số tự động này ạ. Động cơ trang bị là 1.0, giá chào bán là 225 triệu thôi. 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning của em Hương đây ạ. Thật sự là em thấy mạng có vấn đề rồi các bác ạ. Để em vào lại nhé. Để em Hương vào lại ạ. Các bác ơi, em sẽ rời buổi livestream này. Các bác vào lại xem lại giúp em nhé.